thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có quỹ thời gian là 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón U20 Argentina trong trận giao hữu ngày 14 tháng 5 tới tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trận đấu này ngoài ý nghĩa phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá đỉnh cao của khán giả hâm mộ, còn được xem là cơ hội tập dượt quý giá của đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Vé xem được bán trực tiếp tại Sân Mỹ Đình, Sân Hàng Đẫy vào ngày 10 tháng 5. Còn với đội tuyển U20 Việt Nam, cuộc thử sức với U20 Argentina sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm sự trải nghiệm trước khi bước vào thử thách tại World Cup 2017. Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại Sân Thống Nhất vào ngày 8 tháng 5 từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 18 giờ với các mức giá là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng.